mày được không? Để lâu lâu. Được cho em, được cho em. Yeah.
Thank you.
Sao lên nước chứ? Rồi xe máy âm 1 năm
Không, các bạn cũng đến đây, cũng đến đây, nhưng mà đợt tụi con thì chị Đặng Thu Nhật Thơ rất là khó khăn ra nên là hôm nay á, thì có hơi đặc biệt một xíu. Đa phần các bà ở đây là người Bắc nè, mình có món bún thang, nhưng mà sẽ cố anh là tụi con cố gắng hôm nay là giữ được cái hương vị, nhưng mà mong là các bà sẽ bớt nhớ quê hương. Thì chắc là hôm nay là mình bớt rất là nhiều người mạnh khỏe để tụi con đến đây thường xuyên. Đó, à. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.